Kính thưa quý vị, blogger Việt điều trần tự do báo chí tại Quốc hội Hoa Kỳ. Một nhóm ký giả và blogger từ Việt Nam ngày 29 tháng 4 sẽ điều trần tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ về quyền tự do thông tin trong nước. Đây là một trong các hoạt động chính của các phái đoàn, các nhà vận động, bao gồm nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Kim Chi, các blogger độc lập Ngô Nhật Đăng, Nguyễn Đình Hà, Tô Anh và cộng tác viên của truyền thông Dòng chữ Cứu Thế là Lê Thanh Tùng trong chuyến quốc tế vận kéo dài một tuần tại Hoa Kỳ, đánh dấu Ngày Tự do Báo chí Thế giới 3 tháng 5 năm nay, đáp lời mời của các nhà lập pháp Hoa Kỳ và các tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền. Mục đích chuyến đi này nhằm trình bày thực trạng tự do báo chí ở Việt Nam và kêu gọi Hoa Kỳ có chính sách hỗ trợ xây dựng xã hội dân sự tại Việt Nam. Đây là chuyến quốc tế vận lần thứ nhì trong năm nay của giới blogger trong nước kể từ sau chuyến vận động của một nhóm blogger nhân quyền kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát của Hà Nội tại Thụy Sĩ hồi tháng 2, với một số blogger trở về nước đã gặp không ít sách nhiễu bao gồm bị cấm xuất cảnh và bị hành hung. Trong chuyến đi lần này, ngoài các buổi trao đổi, hội thảo với giới hành lập pháp Hoa Kỳ, các tổ chức nhân quyền và các nhà cung cấp Internet danh tiếng như Google để kêu gọi thúc đẩy một nền báo chí độc lập tại Việt Nam, phái đoàn cũng sẽ tham dự khóa huấn luyện về truyền thông và an ninh trên mạng.